Chào mừng quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đá Cao Nguyên. Hôm qua thì có nói chuyện với bà mẹ của A Dình là sẽ sửa sang lại phòng cho A Dình. Thì hôm nay mình thấy chú Mua gọi điện cho mình bảo là thằng con, tức là con, tức là thằng em của A Dình cùng cha khác mẹ thì không muốn cho sửa sang. Thế hôm nay Sơn sẽ vào gặp bà cụ để xem là thực hư cấu chuyện như thế nào. Thế là thằng kia nó bảo như nào bà? Thằng con nó không, phá cái tường cái đá tức là nó sợ là phá từng đá gì. Bọn cháu không phá từng đá đâu, chỉ làm cái vách với che vào để cho đỡ mưa gió đỡ lạnh thôi. Nhưng mà lấy một cái ni lông về giải hay là như nào? Lấy bạt căng bên ngoài, sau đấy là ốp gỗ, lấy cái đây này, ốp kiểu này này. Ốp kiểu này chứ. Vâng, ốp kiểu ván. Tường đá để nguyên chứ. Để nguyên chứ. Tường đá để nguyên. Thế thì càng tốt. Tường đá. Ai lại phá tường đá đi làm gì chú? Tường đá đấy là để ấy chứ. Thế con không cho làm vai, không vừa cái đá chú, đi đâu chú nó cả hai cháu à? Vâng, cả hai cháu hai về một hai lần chỉ cho thằng con nó cũng thèm nói gì. À mọi lần vào cũng có gặp đâu nhỉ, cũng không gặp thèm hai mẹ con kể nó muốn làm cái gì làm. Vâng. Thế bà trước là dạy học ở đây à, dạy xóa mù chữ à? Dạy xóa mù chữ à. Từ trước đấy, có công lớn với cái làng này đấy đúng không? Công với cách mạng á. À thế à. Thằng bố anh bác cũng là giáo viên cả cùng giáo viên. Nhưng mà ngày xưa là không có lương hưu đâu nhỉ? Không có lương. Ngày xưa làm gì có lương nhỉ? Ngày xưa bà có lương không? Không có đâu. Không có bà, không có cái bà lớp 12 à? Thế bây giờ bà nuôi A Dình cũng không, nó không được hỗ trợ gì à? Nó không có hỗ trợ cái gì đâu. Thế hàng ngày bà làm gì để nuôi A Dình làm nương à? Thì làm nương thôi. Làm nương. Tuần dần làm nương thì ruộng không có á. Ruộng lại không có. Ruộng không có à? Vâng. Thế mà thằng con kia lại không ấy nhỉ? Không biết gì. Nghe lúc nãy là bà lấy củ rong à? Mang về à? Củ kia mang về à? Củ kia bà mang về à? Củ rong ấy? Vâng. Cái củ đấy mang về ăn hay là làm gì? Không biết. Cái đó củ lúc nãy mình lấy ở ngoài kia kìa. Nghe có được. Củ rong ấy, củ rong đấy về làm gì? Cái lá to to này này lúc nãy thấy bà lấy ở kia kìa. Lúc nãy thấy bà đang ngồi làm ở ngoài vườn ấy. Lũ ở bên kia là không có cái gì đâu mà. Không có cái gì mà. Thế là bà ngày xưa là giáo viên đúng không? Dạy học à? Dạy học cho khu này đấy đúng không? Vâng. Thằng nào bà nói được nhiều tiếng Kinh ấy. Bà biết một tí rồi bà. Lũ bé là học một tí rồi. Vâng. Thế là hôm qua là bảo sửa chiếc này, thằng kia nó về nó bảo là ấy à? Vâng, nó bảo là không là cái đá không bắt đi đâu. À, không được động đến cái hàng rào đá đúng không? Vâng. Thế bọn cháu cũng không làm gì đến hàng rào đá đâu. Bọn cháu chỉ làm bên trong là ngăn vách nước vào thôi. Chứ ai để ngủ như thế. Đúng. Gió lạnh xong là nhỡ rắn rết các thứ này. Sợ lắm. À Dình nhỉ, không biết nói, không nghe được nữa. Thế hôm qua về nó có nói gì nữa không? Thằng con là không đúng cái gì cả. Kể nó hai mẹ con muốn là cái gì lắm. Thằng đấy là con bà hai đúng không? Con là cô bà hai. Con là bà hai. Đi theo vậy. Đấy, con bà hai. Thế là bà hai là có mấy thằng? Hai là con hai thằng thôi. Hai thằng. Có hai thằng, cái thằng hôm qua với thằng đi làm nương này đúng không? Vâng. Hai là có hai thằng. Thế thằng hôm qua thì nó tốt mà nhỉ? Hôm qua tốt.
nó vẫn còn giúp mà thả anh nó. Thế nó do bản tính rồi bà. Nhưng mà bà cũng giỏi nhờ, là mỗi nương mà nuôi A Dình được bằng ấy năm 50 năm. Bây giờ bà chắc là đi không đi cấy đi chết rồi nhỉ? Chỉ đi cắt cỏ thôi đúng không? Bà là mẹ đi trồng ngô thì vẫn đi trồng được nhỉ? Ừ. Nhưng đi cày không cày được à? Ừ, không cày được đâu. Lại phải thuê họ thôi. Phải bỏ tiền ra thuê. Không cày được. Thế hàng ngày thì bà lấy tiền ở đâu mà sinh hoạt đấy? Có được hỗ trợ không? Không có tiền là lấy đâu về. Nuôi con gà các thứ bán thôi. Thế gà, nhưng mà gà kia là của nhà thằng con kia hay là ấy? Đúng. Hay là của nhà bà? Của nhà con kia. Thế mấy nữa thì nếu mà hỗ trợ gà cho bà thì cũng nuôi ở đấy à? Vâng, nuôi đấy. Đến lúc lẫn vào sao? Vâng, đến lúc nó vào gà của nó sao? Vâng. Không vào. Không giống. Chú mua lấy cái, lúc nãy chú với bà lấy cái về làm gì? Lấy cái rong về làm gì? Lấy cái củ ngoài kia này. Lấy cho lợn đấy. À, lấy cho lợn à? Lấy cho lợn cắm lợn đấy. Đấy. Thế bà về bà cứ bảo nó nhá là không ấy đâu, không phá hàng rào đá của nó đâu. Chắc nó sợ là phá hàng rào đá của nó. Con cái kia là bảo là không được phá đi. Thế nhà bà là còn đất không? Có. Nhà bà còn đất trống không? Có. Mấy nữa có nhiều người họ ủng hộ họ. Là muốn làm nhà nhé cho A Dình thì bà có đất không? Vâng. Đấy. Đấy là cháu hỏi trước thế thôi. Vâng. Thế sau này có nhiều nhà hảo tâm họ thấy A Dình ở đấy thì khổ quá thì là có thể là họ sẽ hỗ trợ làm nhà nhé chẳng hạn. Bà có đất cái gì? Đất nương làm nhà được mà. Đất nương làm nhà được, làm nhà. Đất của bà ở gần chỗ bà ở bây giờ không? Gần à? Đấy, thế là đấy, cứ bảo thằng kia đi, nó chắc nó không hiểu, nó sợ bọn cháu là đi phá nhà nó hay sao ấy. Mà cũng là làm cho anh nó mà không hiểu gì, cháu lại cứ tưởng là nó không cho làm. Không cho làm, không ăn cái đá đi. Đấy, nhưng mà cái đấy là bếp của nhà nó đúng không? À, mình đang ở nhờ nhà nó đấy. Thằng nào nó vài đấy. Bà chị dâu đây còn nhiều còn có đất trống không chú? Có chỗ nào làm nhà được không? Không, nhà bà. À, nhà bà. Có đấy. Đang bảo mấy nữa là biết đâu có những nhà hảo tâm ủng hộ ấy làm cái nhà có gì đấy. Có đất nhà nhỏ có, ra gì có. Thì tách đấy ra đương. Không ở với thằng kia nữa. Không ở với thằng kia cũng được. Ở cái bếp của nó bây giờ là nó có ở ngay cái trước cửa kia. À, trước cửa có cái này nhà cũ kia cái mâm đấy ở trước cửa kia. Ở với cái thằng kia là lấy chút tiền đồn đấy nhó. Buôn đấy nhó. Cái chỉ thoa nhó không phải. Anh muốn làm gì? Lấy lúc buôn đấy. Lấy chút của là. Ở đâu văn? Đùa chứ. Hỏi bố thế ấy mà. Phải tao ở Đồng Văn không? Nếu mà thế cháu đây, toàn ở Đồng Văn mà. Cháu nó chuyển cháu vào thử ở trong Thiên Hương này. Trước tao nó chuyển cháu vào thử hả? À, hay đi chân ngựa vào tận đây cũng không? Này, có thử tiền đồng là bố nó trên nào. Thế là bà cũng vất đấy nhỉ? 50 năm mà nuôi sinh năm bao nhiêu? Nuôi 92 năm. Nuôi A Dình mà đến được 50 tuổi. Có đất này nhà. Là một hai gia thân này nhỏ nhỏ cho. Đấy, thì tách ra ở hai mẹ con ở riêng, không ở với thằng không ở cái thằng con đấy nữa. Nhưng mà cái đấy không hứa trước đâu nha bà nhá. Cái đấy là để còn thời gian xem là nếu mà có nhiều nhà hảo tâm thì đang hỗ trợ được. Đúng. Lũ làm mà là bà lại không có tiền mới, không có tiền. Là buông xuống mà. Thì cái đấy là cháu hỏi trước thế. Sau này là tách nhau tách. Chứ còn ở với cái thằng kia mà ở bếp nhà nó xong cũng bất tiện đúng không? Bếp thì bếp nhà nó. Nên là chỉ chua là chỉ có chua này. Nó có thương mình đâu? Nó thương mình đâu? Đấy. Không thương đâu. Với lại là nó cũng chỉ cùng bố thôi.
Đó là mẹ kế nên là con mẹ kế nên là cũng cũng ấy lắm. Mà này có nhà ở là đấy phải ở xa một tí thôi, không ở đấy. Với lại thế này thì mà, khó quá không, nhưng mà bà còn đất gì có đất thì có, máy có, ừ. Đất này nhà này còn nhiều có gành cũng ở trên đấy à, cửa trước cửa mở kia trước cửa như cái này đấy, đằng sau vẫn có mà. Đằng sau đằng chưa cũng có hết cái tách thằng đấy ra nó hay là mình già nó có làm được nhà đâu, làm là hay ra thế này chỉnh tường ngay. Cháu cũng chưa biết được có xin được hỗ trợ không. Xin được hỗ trợ xin được hỗ trợ thì mới làm được chứ, cháu mình chỉ nói chuyện đấy để cháu biết hướng xem là nếu mà ví dụ xin được thì bà có đất làm không. Có đấy là chứ ở với thằng kia thì nó con mẹ kế xong là nó có thương mình đâu. Như bà thì còn trông con nó khôn lắm, trông cháu trông ấy cho nó. Thế mà ảnh qua đấy bây giờ ấy muốn sửa lại chỗ mà rồi thì hứa lại muốn sửa lại chỗ mà bây giờ nó còn sợ là Yến ơi đi đâu hả, sợ không cho sửa. Về đây về đây này, tân sửa một tí. Nếu lúc nãy bà nói thế cháu phải ra đây cháu nói chuyện luôn, không là đến lúc lại nhờ hiểu giờ hiểu lầm. Thằng con nó không cho phá cái của nó. Con này ngu thật. Nhưng mà nhà nó nhìn có điều kiện đấy chứ nhở? Có đấy, nó cũng biết làm ăn đấy chứ, đúng không? Bây giờ mỗi con nó khôn nhất thì nó ở lại cái nhà lớn đấy to đấy thôi nhỉ. Nó có vợ mà. Ba mày ở xa một tí rồi không ở gần thà này. Đúng rồi, ở gần làm sao được, ở gần nhiều ấy lắm, nhiều cái khó nói. Với lại đang ở nhờ nó mà, đang ở nhờ mà nuôi lợn nuôi gà các thứ đấy. Cũng khó. Thế là chăn nuôi gà lợn như là bà chăn hộ nó à? Bà nuôi một con. À, bà nuôi gì? Bà nuôi một con lợn, là nuôi hai ba con gà thôi. Vâng. cũng phải nuôi chứ không có cái gì vậy mới bán đi mới có tiền để thuê không, người ta làm lương. Không nuôi là không thành đâu. Nuôi. Rồi. Đấy bà về bà cứ bảo nó nhá. Là bọn cháu sẽ sửa bên trong. Không động gì đến hàng rào của nó. Nhưng mà cái bếp bà cũng phải hỏi nó xem là có được sửa không nhá, bởi vì bếp của nó. Đấy. Bà hỏi kỹ nó, đến lúc là mang ấy lên nó không cho sửa thì bởi vì bếp đấy mình đang ở nhờ nó mà. Nhờ của nó. Nó không cho sửa thì nó không cho. Nó không cho mình cũng khó làm. Vâng. Nhưng mà bà nó ở đâu bao nhiêu lâu rồi? Cái là trả thuê của nó hết rồi. Vâng. Đó. Bà mà không ở là gia đình sau này là mất đấy. Đấy thế thì bà cứ về bà bảo nó thế nhá. Là đấy chỉ sửa bên trong thôi. Vâng. Đấy, xong là có gì bà bảo chúng mua thì chúng mua. À không, mai đằng nào mình vào nhỉ? Mai đằng nào mình vào gà. Mai ngày kia bọn cháu lại mang gà vào cho. Mang gà vào cho bà con thì bọn cháu sẽ... Trước mắt mỗi người mà vài chục con nuôi trước. Nếu mà được. Càng tốt. Ít thì lấy ít trước. Bây giờ nguồn tiền cũng không có nhiều. Với lại gà bây giờ đi mua nó cũng... Mua gà giống mùa này cũng hơi khó. Mua loại bé bé mà. Vâng. Cho bà con nuôi xem như nào. Bà con nuôi. Vâng. Cái này là rất cả hai cháu đấy. Vâng. Cái gì? Đã, anh em mình đã làm như thế à? Để phụ tục nước thì uống. Phụ tục quân mình là trả như thế thôi. Thế mà hôm qua em uống nhiều quá. Vâng. Uống nhiều nước quá. Còn cái này là vì dân chứ. Mình thương dân sẽ thương mình chứ. Thế nhá bà nhá, không lo đâu, về cứ bảo nó thế. Là cũng là sửa thôi. Bây giờ chả nhẽ sửa chỗ ngủ cho anh nó không cho sửa. Sửa cái vườn đá nó
sởi nó có cái loài mới đầu ấy là con rắn này, con rắn đấy. Mới đầu là cháu tưởng là cái bếp đấy là của bà. Thì bọn cháu đang nghĩ là sửa hẳn lại cái bếp đấy cho thành ấy, nhưng mà nếu mà không phải của mình thì mình làm sau mình này làm mình riêng. Có mình làm bên ngoài. Bên ngoài. Đấy cho hai mẹ con ra ngoài ở. Ra ngoài. Làm riêng ra không ảnh hưởng gì đến nó nữa. Vâng. Cháu. Vâng. Chung quy câu chuyện là thế này các bác ạ. Hiện tại thì mẹ con A Dình là không có chỗ ở, đang ở nhờ cái gian bếp của cái thằng con bà mẹ kế. Vì thế nên khi mà có ý định sửa sang lại cái phòng cho A Dình ấy, thì nó sợ là sẽ phá cái hàng rào đá nhà nó. Nhưng sẽ không phá hàng rào đá mà chỉ sửa sang bên trong, tức là căng bạt cho nó đỡ mưa và ốp lại bên trong. Hoàn cảnh của mẹ con A Dình rất là cực khổ, và Sơn cũng mong là nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân. Và Sơn cũng xin phép kết thúc video của mình tại đây. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.